Sáng nay tôi đã đề nghị anh ký hóa đơn và xuất tiền để cho bên kế toán quyết toán gửi sếp. Đến hôm nay đã trễ mất một ngày. Chỉ đạo mới của sếp là cho phép những khoản thu chi khó lấy hóa đơn, nếu như có giải trình hợp lý thì sẽ được thay thế bằng hóa đơn tiếp khách. Anh cố tình làm khó dễ để làm trễ deadline. Tôi mới chỉ biết cái đây có vài phút và biết rằng có người cố tình không muốn cho tôi biết điều này để tôi không ký, dẫn đến việc trễ deadline. Hôm qua anh Đạt đã thông báo ở căng tin rồi mà anh Minh. Anh đã không tham gia, bây giờ anh còn trách ai ạ? Chỉ thị mới của sếp thông báo ở căng tin à? Nhưng hóa đơn đó sếp Đạt đã ký và hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi ạ. Anh làm như thế là cố tình chống đối đấy ạ. Vì chuyện hóa đơn này, sếp đã quyết định cắt thưởng quý 3 của phòng kế toán. Sao lại thế? Đấy, mọi người thấy chưa? Chỉ vì một cá nhân mà kéo theo cả một tập thể, ai mà chấp nhận được? Theo em ấy, thì ai sai, người đó phải chịu trách nhiệm. Anh Minh ạ, anh đã có gia đình nhưng chưa có con, chưa phải lo lắng nhiều thứ. Đối với anh, khoản thưởng quý này không quan trọng, nhưng đối với gia đình chúng tôi thì nó là cả một vấn đề lớn đấy anh Minh ạ. Không phải lỗi của tôi. Tại sao? Làm gì đâu mà cắt thưởng? Mình phải làm việc với một con người như thế nhỉ? Anh đã có gia đình nhưng chưa có con, chưa phải lo lắng nhiều thứ. Đối với anh, khoản thưởng quý này không quan trọng, nhưng đối với gia đình chúng tôi thì nó là một vấn đề lớn đấy anh Minh ạ. Con người như thế được nhỉ? Thôi, không bàn tán với cuộc họp vừa rồi nữa, cứ để tôi giải quyết. Vâng. Em chào anh chị. Chị Lệ, lâu lắm rồi mới gặp anh chị. Hôm nay mình làm muộn, chuẩn bị một ít đồ ăn cho anh Minh mà anh ấy quên mất, đem tiện đường mang qua cho anh ấy luôn. Anh Minh hạnh phúc nhỉ, được vợ xinh đẹp thế này nấu cơm mang đến tận nơi. Chả bù anh lại không có cái diễm phúc đấy. Thôi, chị để em đưa cơm cho anh Minh nhá. Đưa anh Minh giúp chị nhá. Dạ thôi, mọi người làm việc vui vẻ, em về đấy ạ. Em chào chị. Người gì đâu, vừa đẹp người, vừa đẹp nét ấy thế mà vỡ phải cái ông Minh mặt khỉ. Đúng là bông hoa nhài, cắm bãi. Vợ đẹp thế này mà còn cặp bồ, đúng là chả ra cái loại gì. Nghe bảo ấy, cưới nhau 3 năm rồi, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt của chị này ấy, kiểu như là không muốn thay đổi, kiểu chịu đựng nhau thôi. Cưới nhau 3 năm rồi chứ mà chưa thấy có con cái gì nhỉ? Hay là chị Lệ này chị hiếm muộn, cho nên là ông này ông mới ra ngoài, ông cặp bồ để ông kiếm đứa con, đúng không? Cái gì thì cũng đều có nguyên do của nó cả. Thôi mọi người làm việc đi. Này cậu có thể đụng chạm đến công việc của tôi thì được, nhưng đừng bao giờ tụ tập bàn tán về vợ chồng tôi. Anh cũng phải xem lại mình đi. Anh làm gì để mà cho tất cả mọi người lúc nào cũng lôi anh vào? Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Anh đừng đánh nhau nữa. Khốn nạn!